giờ là chân rộng bằng vai đó. Rồi mình lấy đưa tay gì mình không, mình lấy đây cho mình dùng đưa tay mình bắt hết. Mày tiếp đất bằng mũi chân hay chứ? Mày nhận trước. Rồi. Mày miếng thế nào? Ừ. Bà thứ tiên đang có đuôi thời gian thực hiện là 40 cái. Chú đang chơi. Rồi không xuống. Ok, xe xe đây nè. Chạy đi coi. Hả? Chú ơi, đi kìa. Ừ. Đã đi. Nó chạy nhà xuống. Thấy gì không? Nè, ốc xe kìa. Ừ. Nhảy. Ủa? Một hiệp lên cái. Rồi, 1, 2, 1. Em bé đây đó, em bé. À, em bé ở dưới kìa. Đúng rồi. Sức nãy xuống lại luôn. Một. Đi lên. Đi cao lên. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Mình vô làm mẫu luôn mày. Ừ, làm mẫu. Vô luôn, vô luôn. Tiếp 8 cái. Đi cao lên nha. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok. Căng đùi sau nha. Thẳng đùi sau nha, không cong nha. Chạm vô mũi chân.
đầu gối thẳng ra nha. Nhanh lên. Nhanh lên nha. Này nó có hai chân nha, cứ bay bước dây là nên tổ chân một lần. Đây cái này là gì đó là mình đừng anh. À ví dụ như đó. Rồi kéo vuông góc. 40 giây. Cứ 30 giây là nổi chân một lần. 30 hả? Trước rồi nổi chân phải. Đó. Làm khoảng 4 phút liên tục. Mình canh nè. Vô em. Lấy dây không quay. Ok, bắt đầu đi. Đúng rồi, tại vì ở mà. Ông kia là bị sai không?